Life is a moment in space. When the dream is gone, it's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside, you know we never know why. The road is narrow and long, when eyes meet eyes, and the feeling is strong. Turn away from the wall, I stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I'd do anything to get you into my world and hold you within. It's a ride I defend. Measure of time. We planned it all at the start, that you and I be in each other's hearts. We may be oceans away, you feel my love, I hear what you say. No truth is ever stumble and fall, but I give you it all. I am a woman in love, and I'd do anything to get you into my world and hold you within. It's a ride I defend. Tất cả các người mẫu và vũ sư Lyly và Phương Lâm, chúng ta cùng tiến ra sân khấu để chào khán giả được không ạ? Come on. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn. Và bây giờ we would like to invite Miss Dasha. She is the duty manager on tonight. Come to stage and give a flower for the vũ sư Phương Lâm and Lyly. Xin quý vị một tràng pháo tay thật lớn được không ạ? Vỗ tay lớn lớn rồi, như tay nó mới ra quý vị ơi. Dạ. Xin mời chị Phương, chị Kim Phương tiến ra và đưa hoa cho Dasha. Dạ vâng.
Kính thưa quý vị, Dasha là một trong những duty manager rất là trẻ ở đây và rất là năng nổ. Cô đã làm được rất là nhiều việc cho người Việt mình. Và giờ đây một tràng pháo tay thật lớn cho Miss Dasha. Thank you Dasha. Và kính thưa quý vị, chưa được vô đâu ạ. Kính thưa quý vị, nãy giờ thấy Vũ sư Phương Lâm và Lyly nhảy rất là đẹp. Nhưng mà quý vị thắc mắc mấy cô này là ai phải không ạ? Thùy Trang quý vị có biết không ạ? Ủa, ai nói không là nó không cho hát đâu, nó ngang. Dạ, Thùy Trang không những là MC duyên dáng dễ thương mà đồng thời là một trong những người mẫu. Và cô đã tập cho mọi người trong chương trình này. Người kế tiếp kế bên Vũ sư Phương Lâm Lyly, đó là một model mới của chúng ta với một khuôn mặt rất là trẻ trung. Một đường cong mà nãy giờ Ngọc Lan thấy các ông ngó quá trời. Kính thưa quý vị, một tràng pháo tay cho model trẻ đầy hứa hẹn của chúng tôi, Phương Dung. Và kính thưa quý vị, chắc chắn đây là một khuôn mặt mà nãy giờ nhiều người hỏi Ngọc Lan lắm. Kính thưa quý vị, chúng tôi rất hân hạnh và xin mượn sân khấu này để cảm ơn một nữ hoa hậu, một hoa hậu rất đầy triển vọng, đã luôn luôn đồng hành cùng với chúng tôi và luôn luôn giúp Make Com Mountains của chúng ta, và đặc biệt những công tác từ thiện cô đều thực hiện rất là nhanh chóng và tốt đẹp. Một tràng pháo tay thật lớn cho Miss Việt World năm 2013, Miss Tammy Thai. Kính thưa quý vị, một lần nữa xin tất cả dancers cũng như là hoa hậu và người mẫu, chúng ta có thể chào khán giả và vào được không ạ? Thank you.